Nhựa từ cây lô hội. Cầm hoa này mập mạp hơn, to hơn, phát triển tốt hơn. Xin chào các bạn, mình rất vui được đem đến những kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà đến cho các bạn. Và hôm nay, một sự lựa chọn mới, mình chia sẻ về cách giúp những mầm hoa đã tàn từ những vị trí mất ngủ này, cây sẽ được hồi sinh thành những cây lan con nhỏ, hoặc là từ những vị trí này chúng ta sẽ được hồi sinh thành những bông hoa mới tươi đẹp rực rỡ hơn, với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ, đó chính là sử dụng nhựa từ cây lô hội. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. Mình sẽ cắt cây ra thành từng đoạn nhỏ. Mình chỉ thực hiện trên những vị trí đã nhô ra, vì ngay tại những vị trí này có chứa mầm hoa. Còn những vị trí không nhô ra sẽ không có chứa mầm hoa. Mình sẽ đặt cây lô hội vào đây. Các bạn xoay đều để phần nhựa của cây lô hội sẽ giúp cho cây của chúng ta mau được hồi sinh từ những vị trí mất ngủ. Cách làm này rất đơn giản và hiệu quả. Trong nhựa cây lô hội có chứa rất là nhiều canxi, kali và phốt pho, và có chứa nhiều vitamin A, vitamin E, vitamin C. Do đó khi chúng ta dùng nhựa cây lô hội thì độ ẩm trong mắt ngủ sẽ được duy trì và sẽ giúp cho những mầm hoa hoặc những cây lan nhỏ sẽ được hồi sinh rất đơn giản và dễ. Trong nhựa cây lô hội còn có chứa những vitamin nhóm B như là vitamin B1, B2, B3 và vitamin B12, là một trong những chất kích thích hormone sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên. Còn có chứa axit salicylic, là một hợp chất tương tự như là aspirin, có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn rất tốt. Do đó khi chúng ta dùng thì cây sẽ phòng và ngăn ngừa nấm bệnh rất hiệu quả. Đây là một trong những chất hoàn toàn tự nhiên. Do đó khi chúng ta dùng nhựa lô hội để hồi sinh những mầm hoa này thì độ ẩm trong đây sẽ được duy trì, và những vitamin và khoáng chất có trong nước lô hội sẽ giúp cho cây mau sinh trưởng hơn. Các bạn nên thực hiện điều này để giúp cho những mầm hoa đã tàn của chúng ta mau được hồi sinh thành những bông hoa mới. Trong quá trình thực hiện, các bạn vẫn bón phân và tưới nước chăm sóc bình thường. Trong quá trình chăm sóc bình thường, những vị trí mất ngủ này vẫn phát triển được, nhưng sẽ chậm hơn khi chúng ta dùng liệu pháp của nhựa cây lô hội, thì những vị trí này sẽ được hồi sinh mạnh mẽ hơn, cây sẽ phát triển tốt hơn. Đây là một trong những cách làm rất là đơn giản và tuyệt vời nhất. Khi các bạn để lâu từ 1 đến 2 ngày thì phần nhựa này sẽ khô lại. Mình đã thực hiện giải pháp này và đem lại kết quả rất tốt, và mình muốn chia sẻ điều này đến cho các bạn. Khi chúng ta để trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 ngày, những phần nhựa trong cây lô hội đã bị khô lại. Nhưng các bạn yên tâm, khi chúng ta chăm sóc một tuần, chúng ta làm một lần và các bạn duy trì điều này sẽ giúp cho độ ẩm ngay tại mắt ngủ sẽ được duy trì, và trong khoảng thời gian ngắn thì ngay tại vị trí này sẽ được hồi sinh thành những bông hoa mới hoặc là những cây lan hậu điệp nhỏ. Nhựa cây lô hội có chứa rất là nhiều vitamin và khoáng chất, thêm vào đó khi chúng ta thực hiện cách này thì độ ẩm ngay tại vị trí này sẽ được duy trì. Những dưỡng chất hoàn toàn tự nhiên đó sẽ giúp cho vị trí mất ngủ sẽ được hấp thụ tốt hơn, duy trì độ ẩm tốt hơn và sẽ mau phục hồi tốt hơn. Và đây là những dưỡng chất hữu cơ hoàn toàn tự nhiên, do đó cây lan của chúng ta sẽ được hấp thụ những dưỡng chất này một cách tốt nhất và sẽ giúp cây mau điều hòa sinh trưởng tốt hơn. Do đó khi các bạn chăm sóc, mình đã có chia sẻ trên kênh, cây cũng sẽ phát triển rất mạnh. Và những vị trí mình đã thực hiện thành công, và ngay tại vị trí này cây đã được hồi sinh và phục hồi rất tốt. Cây bên đây cũng vậy. Mắt ngủ đã được hình thành.
Khi thực hiện giải pháp này, các bạn nên duy trì độ ẩm trong chất trồng. Vì đối với lan hồ điệp, độ ẩm chiếm từ 50 đến 80% trong phần chất trồng sẽ giúp cho những chiếc rễ mọc khỏe hơn và tăng sự trao đổi chất, góp phần hấp thụ nước và phân bón tốt hơn. Và khi cây đã phát triển tươi tốt thì những mầm hoa này sẽ được tiếp nhận những dinh dưỡng và sẽ giúp cho những vị trí mất ngủ nhanh được hồi sinh. Còn khi chúng ta để chậu khô hoặc là cây thiếu dưỡng chất thì những mầm hoa này sẽ bị khô trở lại. Khi những vị trí trên mắt ngủ đã được hồi sinh thành những mầm hoa mới, chúng ta muốn những mầm hoa này mập mạp hơn, to hơn, phát triển tốt hơn. Các bạn có thể dùng nước vo gạo hoặc là nước từ bột vỏ trứng. Sau đó chúng ta sẽ tưới lên phần chất trồng, sẽ hỗ trợ thêm và sẽ giúp cho cây của chúng ta mau phát triển hơn. Vậy là chỉ bằng những cách làm vô cùng đơn giản từ nhựa cây lô hội để chúng ta chăm sóc và làm hồi sinh những vị trí mắc ngủ thành những mầm hoa mới hoặc là những cây lan hồ điệp nhỏ, giúp cho những vị trí này phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn. Mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà.